Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lộ diện Sinip CBX 125/2022 với mặt bị hình đầy táo bạo nhưng mức giá bán thì quá cao. Sinip CBX 125/2022 vừa mới ra mắt. Đây là một cái dòng xe mới thuộc thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Cái mẫu xe này thuộc sở hữu cái kiểu dáng và cơ sở kỹ thuật rất giống như cái chiếc đời mình GR200A 2021, một cái thương hiệu cũng đến từ bên Thái Lan, được ra mắt đầu tiên vào là giữa năm 2000, với một cái doanh số bán hàng cũng rất cao ở bên Thái Lan và các nước ASEAN bao gồm luôn cả Nhật Bản. Trên thực tế thì Sinip CBX 125/2022 chính là phiên bản giảm bớt cái dung tích xe lạnh của phiên bản đời mình GR200A đến từ thương hiệu của bên Thái Lan, là từ 200cc xuống chỉ còn có 125cc. Vị trí bô xe được bố trí phù hợp cho việc ở dụng hàng ngày lẫn chúng ta đi chơi đường dài, trong khi yên xe rộng có thể được điều chỉnh được hạ nhiều cái tư thế ngồi. Vị trí các chân được thụt về sau để có thể có một tư lái phù hợp với thể thao hơn khá nhiều. Tuy có cùng kiểu dáng nhưng Sinip CBX 125/2022 đã sở hữu cho mình cái phần động cơ xanh đơn 125cc hoàn toàn mới. Đây là cái khối động cơ làm mát bằng nước và đạt được cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Nó được chế tạo để cung cấp cái phần công suất mua xăng ở cái mức mượt mà hãng vẫn chưa tiết cái lộ công suất và cái phần mua xăng cụ thể thời điểm hiện tại. Và một vài thiết lập bản đồ động cơ mới đã được phát triển để đạt được cái sự cân bằng khi chúng ta lái, nhằm đáp ứng tốt ở vận tốc độ thấp, trung bình lẫn tốc độ cao. Sinip CBX 125/2022 số chứng minh cái bộ quay vô cùng hiện đại với cái phần đèn pha dạng LED, tương tự với phần đèn hậu, đèn tín hiệu cũng là dạng LED. Cái đồng hồ điều khiển cái dạng LCD kỹ thuật số, phuộc trước hành trình ngược, trong khi phuộc sau là cái dạng monoshock. Sinip CBX 125/2022 hiện đã có sẵn thông qua các lý Sinip trên khắp Vương quốc Anh. Cái mẫu xe này sẽ có hai phiên bản màu đen carbon black và cái cam màu xám ultimate gray. Về mức giá bán rơi vào khoảng là gần 3.300 bảng Anh, tương đương là khoảng là 101.500.000 đồng. Phải nói với mức giá rất cao đối với một cái dòng xe ở dụng động cơ xanh đơn, dung tích chỉ có 125cc. Mãn nhãn với KS lên cái dàn đồ chơi cực kỳ ấn tượng, hút được ánh nhìn. Cái mẫu xe con tay hai thì KS đã vô cùng giá trị. Một chủ nhân chiếc xe này còn chia ra khoảng là 100 củ để tân trang lại tổng thể chiếc xe. Đặc biệt nhất là có combo nằm ở dàn chân với những món đồ chơi đến từ cái đền đám như Rainbow, Razor Boy và cả New Trình. Các bạn cùng xem chi tiết nhé. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm nắng Rainbow Costa Costa để kiểm soát hành trình phanh trước của con xe. Thương hiệu đến từ Rainbow của Ý đã quen thuộc anh em chơi xe, có thể là hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm. Cái mẫu Costa Costa là phiên bản nâng cấp từ cái dòng AZ19 nhưng ngoại hình góc cạnh hòa mẫu hơn. Cái phần tay con là những gì mình nói đến ở cái phần tiêu đề. Sẽ được trang bị cho mình cái cụm Rainbow AZ kết hợp cùng chiếc Bencon Racer Boy để áp dụng cái công nghệ lật con hơi lực cho cái chiếc xe yêu, giúp lực bóp con trở nên im ắng nhẹ nhàng hơn, tích hợp cho các dòng xe đã làm lại cái nội độ. Ngoài ra còn có cái cụm tăng tốc, cụm công tắc trái thiệu đến từ Domino của Ý, không chỉ ưa chuộng ở Việt Nam mà sản phẩm còn đông đảo những anh em chơi xe ở bên Thái Lan cũng ứng dụng trên hầu hết các dòng xe kia đông trần. Với sự cúp mặt của cây trợ lực Matrix kẹp sườn là một sản phẩm đem lại cho các bạn khả năng ổn định chống lắc phần đầu xe một cách tuyệt đối. Đuôi trợ lực có kèm cái núm chỉnh với 16 nút chỉnh nặng nhẹ khác nhau. Cái dàn chân trước sau đều hướng tới cái dòng heo dầu Rainbow Bridge 2 bit đối xứng, kết hợp cùng với đĩa Rakotec tạo ra cái sự sang trọng thẩm mỹ tới đỉnh cho cái phần dàn chân. Độ chịu chi của người chủ còn được hiện rất rõ qua cái cụm bên đạp bình dầu liệt Rainbow cực kỳ ổn định cho cái phần bánh sau và điều cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xuống cái dàn chân ta còn thấy ngay cái cặp mâm Racer Boy CNC phiên bản version 1 đã bị ngừng sản xuất rất lâu,
hiện đang được anh em chơi xe sang tặng đến nhau, một mức giá siêu khủng khiếp. Càng chân còn tăng khi có chút sang chảnh với cái phục nitrogen tích hợp bình dầu rời, được sản xuất tại Anh Quốc, có mức giá thành cao cách đầu so với mẫu Holin, được anh em chơi xe ở trong nước cũng rất ưa chuộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.